Qua, các tổ chức cá nhân chống đối tiếp tục thực hiện các hoạt động phản đối luật an ninh mạng, chủ yếu dưới sự dẫn dắt của dư luận của Trương Huy Sang. Cụ thể, ngày 24 tháng 10 năm 2018, Sang đã đăng lên Facebook cá nhân một bài dài để đề nghị xem xét lại toàn diện luật an ninh mạng. Đầu bài, Sang khen rằng so với các dự thảo được công bố vào ngày 3 tháng 10 và 11 tháng 10, thì dự thảo mới nhất của nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng đã có một số tiến bộ. Chẳng hạn, dự thảo mới đã bỏ khá nhiều quy định xâm hại quyền tự do kinh doanh, bỏ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh online phải xin phép và có sự đồng ý của Cục An ninh mạng, bỏ việc thành lập trung tâm dữ liệu và tiếp nhận dữ liệu doanh nghiệp chuyển giao, bỏ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan điều tra các dữ liệu gốc chưa mã hóa của người dùng Internet. Bên cạnh đó, theo dự thảo mới, thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp chuyển giao dữ liệu đã thuộc về Bộ trưởng Bộ Công an thay vì Cục An ninh mạng như hai dự thảo cũ. Tuy nhiên, trong phần gần lại của bài, Trương Huy Sang đã công kích dự thảo mới nhất của nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng trên 3 vấn đề. Thứ nhất, Sang cho rằng Bộ Công an không có quyền quản lý dữ liệu của các hoạt động kinh doanh trên Internet, đó là việc của Bộ Thông tin Truyền thông. Thứ hai, Sang cho rằng cơ quan điều tra chỉ có quyền thu thập những thông tin được coi là bằng chứng đối với những người bị điều tra trong một vụ án đã bị khởi tố, chứ không phải tùy tiện như viết trong dự thảo. Thứ ba, Sang cho rằng phần quy định cụ thể về chặn dịch vụ, gỡ thông tin người dùng trên Internet phải được công khai thay vì nằm trong một nghị định đóng dấu mật. Trong phần còn lại của bài, Sang công kích luật an ninh mạng bằng những lập luận tương tự bài của Dương Ngọc Thái hồi tuần trước. Trong tuần qua, các tổ chức cá nhân chống đối chủ yếu đăng lại và bình luận về bài của Trương Huy Sang cùng thông điệp phản đối luật an ninh mạng mà tổ chức Ân xá Quốc tế đưa hôm 25 tháng 10. Trong khi đó, nhóm PayGen tiếp tục thực hiện các hoạt động cũ để phản đối luật an ninh mạng thay vì đưa ra các hoạt động mới. Như vậy, trong quá trình soạn thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục lắng nghe ý kiến của các bên liên quan. Khi thừa nhận thực tế này, Trương Huy Sang đã công bằng hơn đa số các nhà chống cộng khác. Tuy nhiên, khi bình luận về dự thảo nghị định, Sang nên lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất, mọi hệ thống pháp luật đều cho phép cơ quan điều tra khám xét đối tượng tình nghi khi có lệnh khám hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Như vậy nói rằng chỉ được khám xét trong vụ án đã khởi tố là sai. Thứ hai, cơ quan công an lưu trữ thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính là chuyện rất bình thường. Cần nhớ rằng tiền thân của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI là các nhóm điều tra về tiền giả trực thuộc Bộ Ngân khố Mỹ. Vì vậy, thay vì nói Bộ Công an không có quyền lưu trữ thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Sang nên đặt vấn đề theo một cách khác, rằng việc lưu trữ cần đảm bảo quyền, lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan.